Trận đấu tranh 3-4 của hạng C3. Và như vậy là hiệp 1 của chúng ta bắt đầu với quyền giao bóng trước dành cho cao thủ Econet Football Club. Những người đang ra sân trong bộ trang phục lấy cảm hứng của Argentina. Màu số 1 Hồ Tuấn Anh, cao thủ số 4 Đặng Tất Đạt, mong manh đội trưởng số 5 Dương Tuấn Linh, số 16 Phạm Quốc Cường, số 28 Nguyễn Văn Hoàng, số 31 Phạm Tuấn Anh và cuối cùng là số 83 Phạm Minh Quân. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đã thuộc về cao thủ Econet Football Club. Một cơ hội rất ngon ăn nhưng đáng tiếc là trước sự đặc sắc và kịch tính cho các khán giả đang theo dõi trực tiếp vào lúc này cũng như các khán giả tại sân. Đó là cú đá của Quốc Cường. Sẽ cố gắng chơi với tất cả những gì mình có. Khoảng trống, cơ hội bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Econet Football. Và đó là pha lập công của Tuấn Anh. Hiện tại cùng nhau xem lại pha bóng vừa rồi. Cầu chính xác Tuấn Anh là người đã đưa ra đường kiến tạo. Còn bàn thắng thuộc về Quốc Cường. Cú đá không thể cản phá của chân sút mang áo số 16 ở phút thứ 5 thôi. Thì Econet Football Club họ đã có bàn thắng để Econet tại mùa giải năm nay. Qua người Quốc Cường, liên tục là những tình huống bắn phá về phía khung thành ở C4. Cùng đó là cú đầu giữa cao thủ Win Media và ANT Group trong trận đấu tranh hạng 3 tại sân số 7. Được chuyền, cơ hội! Rất đáng tiếc khi không có được Tất Đạt. Dứt điểm và không dành cho Econet và đó là cú đúp của Quốc Cường. Tình huống dứt điểm bóng sống quá hay của Quốc Cường. Xuất phát từ một pha bóng cố định. Bóng được trả về từ chấm phạt góc, Quốc Cường lắc vào trung lộ. Ba chiếc bóng cam trước mặt nhưng bằng khả năng xoay sở quá hay của mình và một tình huống dứt điểm bóng vung chân găm trả bóng thẳng về phía góc cao trong sự bất lực của thủ thành Hiệp Nguyễn và 3-0 dành cho cao thủ Econet. Tiếp tục lại mở bóng ra biên dành cho Đặng Phất Đạt. Được chuyền, đây rồi. Cơ hội! Thiếu chút nữa thì có bàn thắng. Găng ngang. Rất khéo léo lại là một tình huống đi bóng của Quốc Cường. Nhưng vừa rồi thì anh đã mất phanh. Cơ hội! Đây rồi. Đây rồi! Bàn thắng thứ tư và người lập công là Huy Gió Tài. Xin được nhắc lại là Huy Gió Tài, em trai của Dương Gió Tài. Mới vào sân thôi nhưng ngay lập tức anh đã để lại dấu ấn với một bàn thắng và pha ăn mừng cực kỳ ngạo nghễ. Ngày hôm nay thì Huy Gió Tài còn có được một bóng hồng. Người thương của anh cổ vũ ngoài sân. Một tình huống bóng bất ngờ lập bà lập bập lại đến đúng vị trí của Huy Gió Tài. Và tiếp tục kéo cho bóng lên. Khoảng hở lộ ra. Phát chọc khe hay. Đây rồi, cơ hội. Không vào. Phi Long. Phát chọc khe không thành công. Đây rồi, cơ hội. Đó là sự xuất sắc của thủ thành Hồ Tuấn Anh. Chạy hết tốc lực mới đón được phóng vừa rồi. Nhưng cũng ở một thế rất khó. Vẫn cố gắng dồn ở bên trái và ngay lập tức là pha can thiệp kịp thời. Tốc độ quá tuyệt vời của Quốc Cường. Đây rồi, cơ hội. Không vào. Tiếp tục lại là mở biên. Văn Anh. Đây rồi, khoảng hở. Dứt điểm. Mất bóng nguy hiểm tới cơ. Bàn rút ngắn dành cho Bao GFC. Một tình huống mà cao thủ Econet họ còn đang mải mê và tập trung với sự thay người ở bên ngoài đường biên. Và rồi họ đã phải nhận bàn thua đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Pha phối hợp không tốt giữa Phi Long và Ronaldo Béo.
Vừa rồi thì anh đã bộc lộ đúng phẩm chất của mình, của một người ngoài hành lang, đó là Ronaldo béo Tuấn Anh. Một tình huống để cho đối phương có được pha cắt bóng và dứt điểm rất dễ dàng. Những tình huống bóng rất lập bập vào lúc này. Quốc Châu, tốc độ của Đức Chí, sút xa, đây rồi, cơ hội không vào. Rất dài từ nước Anh về đến Hà Nội và đó là lý do mà anh là ngồi trên băng ghế dự bị. Đức Chí, đây rồi, cơ hội vẫn không có bàn thắng dành. Bóng về dành cho cao thủ Econic. Quả lật hay, cơ hội là đây, dứt điểm vào. Một bàn tay nhỏ dành cho Econic Football và tỷ số là 5-1 ở phút thi đấu thứ 55. Rất nhiều những số 5 và khi nhắc đến số 5 thì bàn thắng thứ 5 đã tới với cao thủ Econic Football Club. Chúng ta cùng nhau xem lại bàn thắng vừa rồi. Một quả lật rất hay được tạo ra và một tình huống di chuyển rất sớm của thủ môn bên phía đội bóng Áo Cam. Thủ thành Hiệp Nguyễn đã bắt bài với một ý đồ sút về góc xa và ngay lập tiếp tục kéo bóng lên, hợp lý rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, được chuyền cô. Nỗ lực cuối cùng để tìm kiếm thêm bàn thắng để tạo nên một lời kết đẹp đến với các khán giả của Appao, cũng như lời chia tay đối với giải đấu năm nay. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2 năm dành cho các cầu thủ Appao GSC. Còn chưa kịp ăn mừng thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Bàn thắng được tính dành cho Thế Quang. Tỷ số cuối cùng của trận đấu tranh hạng 3 C3 đó là chiến thắng 5-2 dành cho Econic Football Club với những bàn thắng liên tiếp của Minh Quân, group của Quốc Cường cùng với pha lập công của Huy Gió Tài và bàn thắng cuối cùng đến từ vị trí của số 14 Trần Quốc Trọng. Hai bàn thắng của Appao được ghi do công của số 17 Thái McElroy và của số 5 Thế Quang. Một trận đấu có 7 bàn thắng với sự mãn nhãn mà cả hai mang tới trong một thế trận tấn công tận hiến của mình để khép lại trận đấu tranh hạng 3 của C3. Quý bạn thân mến, chúng ta hãy cùng tạm nghỉ cho phút trước khi đến với diễn biến tiếp theo ở trong buổi chiều ngày hôm nay với những loạt đấu ở trận đấu chung kết